Ben, 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 ben. Ây, máy lạnh của mình bị hư rồi. Mình tự sửa chữa thôi. Nó đã bị hư bo. Nên bây giờ chương trình bởi vì thà không biết gì, biết thì mới làm. Điện ảnh vất vả lắm các bạn luôn. Tối qua nó bị lỗi cái bo nên mình công tắc cho cái quạt nó chạy đỡ, vì cái máy này của mình là máy inverter, nhưng mà cái đầu lạnh của inverter nó bị lỗi rồi nên giờ mình chỉ dùng cái đầu lạnh inverter để khiển cái đầu nóng bên ngoài thôi. Cái này mình cậu cho hệ thống ga nó đi qua cái đầu máy lạnh bình thường.
đồ đâu nghe. Không gì quý hơn độc lập tự do và hạnh phúc. Bởi lòng phải chỉ thôi không thích thì không gắn cũng chẳng sao. Muốn đang quay hả? Mất tiêu lắm rồi. Chả biết đang quay giữa chừng hết pin rồi. Chớp thì chớp hoài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không. Phải sử dụng hai remote. Một remote máy lạnh inverter, một remote máy lạnh mono. Cái đầu inverter nó lâu năm quá trời, mấy chục năm nó một lủng già, lủng lỗ tùm lum. Hàng hoài mắc mệt nên mình gắn cái đường ống ga lạnh qua cái đầu mono. Chạy ngon lắm. Chị một chén. Giờ thì để nắp lên thôi. Đó. Hơi lạnh bắt đầu qua rồi. Đóng tiếp rồi không? Good. Giờ thì để nắp lên thôi. Cứ đừng lùng quá đi. Lùng quá thì phải làm sao? Thì phải đứng lên trên cái ghế cao.
solo là chơi vậy đó. Vậy đi. Vậy là sống. Lạnh quéo. Bình thường mình xài nhiệt 25 là điều hòa phòng ngủ ngon lạnh phải không? Thì giờ mình tăng thêm hai số là 27. Tại cái sensor cảm ứng nhiệt độ nó nằm bên cái đầu lạnh bên đây, thì phải cho nó tăng lên để nó cảm nhận, để nó tắt cái dòng nóng đỡ hao điện. Vậy thôi. Nó thôi. Vậy này chưa xong. Chào nhé.